Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 22 tháng 8 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng tăng mạnh ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc, đặc biệt là những địa bàn mà có mức giá thấp. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá 70 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg và hiện tại miền Bắc là khu vực có mức giá cao nhất cả nước. Ngay như tại một số chợ đầu mối lớn ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, lượng heo về chợ không nhiều, chính vì vậy mà giá đang có xu hướng tăng, không chỉ dòng siêu ba máu loại 1 mà cả heo lai trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ. Một số địa phương có mức giá cao ở thị trường miền Bắc phải kể đến Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên và trên thành phố Hà Nội. Các địa phương này trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá xoay quanh 66 cho đến 72.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc có đàn heo lớn phải kể đến Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang và tỉnh Thái Nguyên. Bốn địa phương này có mức giá cao nhất ở khu vực Trung Du. Trong ngày hôm nay, dao động trong khoảng 66 cho đến 71.000 đồng. Nhiều địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt là khu vực Sơn La và tỉnh Hòa Bình. Trong ngày hôm nay, các địa phương này đều tăng một giá so với ngày hôm qua. Trong khi đó, các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái cũng đã đạt mốc 67.000 đồng trên 1 kg. Theo anh Thái, một hộ chăn nuôi ở huyện Cẩm Khê của tỉnh Phú Thọ cho hay, trong ngày hôm nay, thương lái đã bắt heo nhiều hơn, cũng không có lựa chọn kỹ càng như trước nữa. Giá heo trên địa bàn huyện Cẩm Khê của Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến giao quanh từ 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Với đà tăng như thế này, mong rằng vài ngày tới giá heo sẽ chạm mốc 70.000 đồng để người chăn nuôi yên tâm sản xuất. Sau khi giảm nhẹ vào giữa tuần, thì trong ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhiều địa phương ở thị trường miền Nam đã tăng trở lại, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ tăng từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay báo giá giao quanh từ 63 cho đến 67.000 đồng. Và đây là khu vực có mức giá cao hơn hẳn so với các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ. Bởi trong ngày hôm nay, thị trường miền Tây phổ biến giao quanh từ 60 cho đến 66.000 đồng. Mức giá 65 cho đến 66.000 đồng khá hiếm mà chỉ rơi vào những đàn heo đẹp ở một số địa phương như Bến Tre hay là đối với tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Các địa phương khác hầu như đang có mức giá khá thấp ở thị trường miền Tây. Theo ghi nhận, một số địa phương như là Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng trong ngày hôm nay chỉ giao quanh mức giá 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg và các địa phương này cũng ít có sự biến động. Theo các thương lái thu mua heo ở khu miền Tây Nam Bộ cho hay, giá hàng hóa có xu hướng tăng nhẹ trở lại là do sức tiêu thụ tăng. Bởi hiện nay đã qua rằm tháng 7, nhu cầu ăn chay của đồng bào Công giáo ở thị trường miền Tây cũng đang ít đi. Cùng với đó, giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục có xu hướng tăng lên, chính vì vậy mà giá hơi tăng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tăng đến mức nào còn phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu của thị trường. Nhưng mọi người đều nhận định rằng, đến tháng 9 dương lịch, tức là khi mà học sinh, sinh viên đi học trở lại, thì giá hơi sẽ phục hồi rõ rệt hơn, bởi năm nào cũng vậy. Các bếp ăn tập thể hoạt động thì nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, nhiều địa phương có mức giá khá thấp, đặc biệt là các địa phương ở khu vực Tây Nguyên. Theo ghi nhận, Tây Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 58 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg và chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi. Trong khi đó, nhiều địa phương ở thị trường miền Trung, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày hôm nay đã xuất hiện mức giá 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg cục bộ đối với những đàn heo đẹp. Tuy nhiên, mức giá bình quân ở khu vực này chỉ phổ biến ra quanh từ 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Số ít ở Thanh Hóa và Nghệ An, đặc biệt là các huyện khu vực miền núi phía Tây thì có mức giá cao. Còn khu vực miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi. Nhiều địa phương như Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định hay là đối với tỉnh Phú Yên dao động trong khoảng 60 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Chi phí đầu tư nuôi heo hiện nay đang ở mức rất cao, rủi ro lớn nên hiện nay rất ít hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà chủ yếu là các trang trại chăn nuôi lớn mới vào đàn. Tại Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi heo ở khu miền Đông Nam Bộ, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho thấy tỷ lệ chăn nuôi heo nhỏ lẻ
chỉ chưa đến 10% tổng đàn với khoảng hơn 6.000 hộ chăn nuôi, còn lại chủ yếu là các trang trại chăn nuôi. Dịch tả lợn châu Phi khiến cho đàn heo của cả nước có xuống giảm và bên cạnh đó người dân cũng không tái đàn nhiều. Chính vì vậy mà nhiều người cho rằng giá heo hơi sẽ phục hồi rõ rệt trong thời gian tới. Và cụ thể, theo nhận giá hơi trong ngày hôm nay, ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay, Hà Nội tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg và dao động trong khoảng giá từ 67 cho đến 71.000 đồng. Hưng Yên phối mức giá 67 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình nhảy vọt lên mức 72.000 đồng trên 1 kg và dao động 68 cho đến 72.000 đồng. Hải Dương trong ngày hôm nay cũng cán mốc 72.000 đồng trên 1 kg khi tăng thêm 1.000 đồng so với ngày hôm qua và hiện nay phối mức giá 67 cho đến 72.000 đồng. Cục Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng tăng nhẹ thêm 1.000 đồng trên 1 kg và ở mức dao động 66 cho đến 71.000 đồng. Nam Định có mức giá 67 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá khu vực ven biển huyện Hải Hậu của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay, dòng siêu ba máu loại 1 có mức giá 68 cho đến 70.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay cũng tăng nhẹ thêm 1.000 đồng trên 1 kg, dao động trong khoảng từ 65 cho đến 70.000 đồng. Quảng Ninh 68 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng trong ngày hôm nay phối mức giá 67 cho đến 70.000 đồng. Và đặc biệt trong ngày hôm nay, Phú Thọ và Vĩnh Phúc đồng loạt có xuống tăng thêm 2.000 đồng trên 1 kg. Hiện nay Phú Thọ đạt đỉnh điểm lên đến 72.000 đồng, phổ biến trong khoảng 66 cho đến 72.000 đồng. Vĩnh Phúc 65 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cũng tăng nhẹ thêm 1.000 đồng, dao động trong khoảng 66 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang có mức giá dao động 67 cho đến 71.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vùng cao như Cao Bằng dao động 64 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang phối mức giá 65 cho đến 68.000 đồng. Khu Lạng Sơn có mức giá 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Nhiều chăn nuôi báo giá cục hữu lũng của tỉnh Lạng Sơn có mức giá 66 cho đến 67.000 đồng. Bắc Cạn phối mức giá 65 cho đến 68.000 đồng. Sơn La dao động mức giá 64 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình trong ngày hôm nay có mức giá dao động 64 cho đến 67.000 đồng. Hai địa phương là Lai Châu và tỉnh Điện Biên phổ biến mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu miền Trung trong ngày hôm nay cũng đã bắt đầu có xu hướng tăng giá, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiều nơi ở hai địa phương này báo giá dao động từ 64 cho đến 69.000 đồng. Hà Tĩnh với mức giá 63 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 63 cho đến 65.000 đồng. Quảng Trị với mức giá 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Huế dao động 63 cho đến 65.000 đồng. Đà Nẵng trong ngày hôm nay với mức giá 63 cho đến 65.000 đồng. Quảng Nam dao động 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay nhiều nơi báo giá 63 cho đến 66.000 đồng. Phú Yên có mức giá bình quân 63 cho đến 64.000 đồng. Bình Định trong ngày hôm nay phối mức giá 61 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa dao động 63 cho đến 65.000 đồng. Nhiều chăn nuôi báo giá cục Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hòa trong ngày hôm nay có mức giá lên đến 64 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg. Cục Ninh Thuận và Bình Thuận phối mức giá 63 cho đến 66.000 đồng. Mức giá thấp vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên. Theo ghi nhận, Gia Lai trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Kon Tum với mức giá 59 cho đến 63.000 đồng. Đắk Nông 60 cho đến 63.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng dao động trong khoảng từ 60 cho đến 64.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay có xu hướng tăng mạnh trở lại. Cụ thể, theo ghi nhận, Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay có mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg, tăng thêm 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Đồng Nai cũng tăng nhẹ thêm 1.000 đồng trên 1 kg và hiện nay với mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá 63 cho đến 67.000 đồng. Bình Dương 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước với mức giá 62 cho đến 65.000 đồng. Tây Ninh trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 64.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ có xu hướng tăng như Long An tăng nhẹ thêm 1.000 đồng, dao động 63 cho đến 65.000 đồng.
Tiền Giang cũng ở mức 63 cho đến 65 nghìn đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Bến Tre trong ngày hôm nay tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng, dao động trong khoảng 63 cho đến 66.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh phối mức giá 61 cho đến 64.000 đồng. Bạc Liêu và Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá 62 cho đến 64.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long tăng nhẹ thêm 1.000 đồng, dao động 62 cho đến 65.000 đồng. Cần Thơ cũng tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay, dao động 62 cho đến 66.000 đồng. An Giang, Đồng Tháp, dao động 62 cho đến 64.000 đồng. Kiên Giang trong ngày hôm nay có mức giá 63 cho đến 65.000 đồng trên 1 kg, tăng nhẹ thêm một giá so với ngày hôm qua. Trong khi đó, Cà Mau phối mức giá 61 cho đến 64.000 đồng và địa phương này không có sự thay đổi. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.